Anh thấy nhà đang cháy mà không tạt nước cho tắt, còn đổ thêm dầu vào lửa, sao chơi ác vậy trời? Nè, đừng có gieo tiếng ác cho tao nha. Cái này đúng là gọi là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng nè. Ê, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Ai là cây, ai là gió? Tôi á mới là cây nè, còn anh á là bão luôn chứ không phải gió thường luôn. Chắc phải bỏ nhà đi quá. Sống như làm sao mà sống được. Trời, sao nay Nam dậy sớm dữ vậy trời? Nam! Nam ơi! Ủa? Nhà tắm không có người. Cửa khóa trái ở trong. Vậy đâu rồi ta? Nam ơi! Nam! Anh Hiếu! Dậy coi! Dậy! Nói này nè! Buổi sáng à? Nam đâu rồi? Nó... Nam á! Chắc nó ra ngoài rồi phải không? Đâu có đâu, nãy cửa khóa mà. Trời ơi, thì nó vô trong nhà tắm hay là nhà vệ sinh chứ gì? Em gọi nó giờ đâu có ai trả lời đâu. Nó đi đâu ta? Tự nhiên nó biến mất mà không để lại dấu vết gì hết hả? Vô lý. Đi đâu vậy trời? Hay là nó vô trong nhà vệ sinh chứ gì? Nam ơi, Nam! Nam ơi! Ê! Hay là nó vô trong nhà tắm, nó tắm rồi nó bị xỉu không? Nó mới bị bệnh hết á. Lẹ. Nam ơi, Nam! Không có. Không có luôn. Có không? Không. Vậy Nam đi đâu trời? Nam ơi, Nam! Nam! Nam ơi! Nam ơi! Ngộ ta, tự nhiên cái thằng này bị mất tích cái gì giống như là bị giống như là bị người hành tinh bắt cóc vậy ta. Đi ê, em đi ra ngoài coi thử cái chiếc D3 nào đậu ngoài không? Không có giỡn á nha. Chứ giỡn sao? Nam ơi, Nam! Nam! Cái thằng quỷ này. Trời, nằm nguyên con dưới đất đây nè. Ê!
Chính giờ mày không nằm, mày nằm chi dưới đất kiếm thêm mùa nổi luôn mày. Nam. Trời ơi, cái thằng này nó ngủ sai dễ sợ luôn nha. Kêu sùm vậy mà không chịu dậy luôn kìa. Dậy. Để đó anh, để đó anh. Dậy, 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 dậy. Dạ. Trời, tự nhiên trên giường cũng nằm, chui xuống đất nằm chi vậy trời. Trời, mặt nó ngu thế ớn. Chắc là tối qua anh Hiệu anh đạp tôi rớt xuống đất á. Nhiều khi ngủ sai quá sao biết được. Thôi, hai người dậy đánh răng rửa mặt đi, còn đi tập xe đạp nữa cơ. Trời ơi, hôm nay buồn ngủ quá trời, thôi để bữa khác tập đi. Thấy không? Vậy giờ sao? Dậy đi. Dậy. Dậy. Ngủ hoài. Ngủ cho nó một con mắt mày hả? Ê. Vô duyên vậy. Nèo. Nhớ tập cũng có được la nha. Biết rồi, yên tâm đi. Anh sẽ mềm mỏng nhẹ nhàng với nó. Ừ. Lên mày. Ê. Mới nói không la làm gì mà nạt nộ dữ vậy? Đâu phải, anh kêu nó vậy á. Lên đi cưng. Rồi anh sẽ chỉ cho em chạy để biết chạy với người ta nha cưng nha. Lên đi cưng. Nhanh nhanh nhanh. Anh Hiệu mà có kiếm chuyện với anh á, anh cứ đi về mát tôi. Ừ. Yên tâm đi, không có gì đâu mà. Ngồi đàng hoàng nha cưng. Cẩn thận coi chừng té nha cưng nha. Ê cái thằng quỷ nhỏ, tao thấy mày phóng xe mô tô như là điên vậy mà làm mày không biết chạy xe đạp là sao? Vậy chứ anh chạy xe đạp giỏi như vậy anh biết chạy xe mô tô không? Không. Đó, thấy chưa? Thấy gì? Đâu có phải ai biết chạy loại xe này thì biết chạy loại xe kia đâu. Trời đất ơi, mày so sánh kiểu gì kỳ vậy? Kỳ gì mà kỳ? Xe đạp khác, xe mô tô khác. Mày so sánh gì sao được? Mà mày là người đầu tiên tao thấy không biết chạy xe đạp, tại sao kỳ vậy? Thì tại hồi nhỏ tôi tập xe đạp bị té chảy máu, nên là ba mẹ tôi mới cấm không cho tập xe đạp luôn. À. Mà bị cấm hoài á, đâm ra là sợ xe đạp, cứ leo lên xe cầm lái là sợ hà. Sợ kiểu gì kỳ vậy? Mày là người đầu tiên mà tao thấy hả là người sợ xe đạp á? Lạ đời thì chứ. Ba Năm nói cũng đúng à. Sống chung với lũ. Anh Hiệu là lũ. Nam tập xe đạp với anh Hiệu là tập chung với lũ. Cũng hay. Ui da, mày thả lỏng cái tay mày ra coi. Mày thoải mái lên. Mày ngồi trên xe đạp chứ đâu phải mày ngồi trên lưng con cọp đâu. Mày sợ dữ vậy? Sợ té quá à. Trời, tao muốn bó tay với mày luôn vậy. Bây giờ bình tĩnh nghe chưa? Tao đến 1, 2, 3 là mày chạy nghe chưa? Bắt đầu. 1, 2, 3, đi. Trời ơi, tôi lấy 1, 2, 3, sao mày không chạy? Hay là nghỉ tí cho đỡ căng thẳng được không? Lát tập. Sáng giờ mày có tập được khỉ gì đâu mà đòi nghỉ. Không nghỉ ngơi gì chứ. Bây giờ mày tập cho tao nghe chưa? Chuẩn bị nè, tôi đếm 1, 2, 3 chạy nha. 1, 2, 2 rưỡi, 3, chạy. Ôi da. Trời ơi. Dạ. Có sao không? Không. Không sao thì leo lên tập tiếp đi. Leo lên. Anh Hiệu, mai tập được không? Hôm nay coi như làm quen thôi, như vậy đủ rồi ha. Không có mai mốt gì hết trơn á mày. Ai đâu mà rảnh mà tập cho mày hoài vậy? Bữa nào phải xong nghe chưa? Leo lên ngồi bây giờ nè, bình tĩnh. Mày tập trung đi, có tao sau lưng tao giữ thăng bằng cho mày nè. Được chưa? Rồi chuẩn bị nha. 1, 2, 3, đạp đi. Đạp đi. Đạp đi. Quẹo lại, quẹo lại. Quẹo lại, quẹo đâu? Quẹo, quẹo, quẹo. Quẹo đi. Quẹo đi, quẹo đi. Đúng rồi, đúng rồi. Chạy đi, chạy đi. Coi như có tao sau lưng nè. Sao không? Có sao không? Dập đầu gối rồi nè. Trời ơi, dập đầu gối mà tao tưởng là dập đầu mày chứ. Tập xe đạp làm như té, giống như té lầu vậy mà làm bài hải, bài hải à. Bây giờ không sao phải không? Đứng lên tập tiếp, nhanh. Không sao đâu, đừng sợ. Hay là đứng lên tập đi. Mai tập được không? Coi như là tập vậy được rồi. Bây giờ mày tôi không tập nữa đâu. Nhất quyết không tập nữa đâu. À, cái này là mày nói nha. Ừ. Được quá. Vậy là chút có hỏi mày đừng đổ thừa tao nghe mày. Ừ. Ừ rồi, vậy thích thì chiều thôi. Leo lên. Lên xe đây tao chở về.
Đó 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 đó, nè nè nè, mày thấy gì chưa, mày nhìn đi. Mày thấy gì chưa, mày thấy gì chưa, thằng cô hồn. Mày nhục chưa? Mày nhục gì? Mày thấy mấy đứa nít chạy không? Mày còn dở hơn mấy đứa con nít nữa. Nhục quá, tao như mày hả? Tao đập đầu chết bà cho rồi đi. Ủa, sao tập xe đạp về sớm vậy? Có tập được mẹ gì đâu. Cái thằng đàn ông con trai nhát thấy ớn. Nó leo lên xe đạp rung rung vậy nè. Mới té cái đầu về có chịu nổi không? Anh có sao không? Bầm đầu gối nè. Bầm có chút xíu, la sùm. Để tôi xức dầu cho anh hết liền à. Cũng đau chứ bộ. Đau kệ mày. Trời ơi, tập xe đạp, bầm đầu gối chút xíu phải xức dầu. Mày đúng là cái thằng nhà giàu đứt tay bạn mày đổ ruột, thấy gớm. À, em ơi, cái thằng quỷ nhỏ này sợ xe đạp lắm rồi đó. Chắc anh tập không được đâu, anh bó tay rồi đó. Ừ, hay tôi không tập nữa, tôi sợ tập xe đạp lắm. Sợ cũng phải tập, biết chạy rồi sẽ hết sợ. Mà xe đạp chứ có phải là cọp đâu mà sợ. Đó đó đó, mày nghe chưa? Em nói những gì em nói hả? Là giống y chang những gì em nói hồi nãy luôn á. Xe đạp làm như con cọp gì mà sợ. Mà mày tập xe đạp mà mày tập còn không xong cho đố. Mày làm nghề ngỗng gì mà kiếm sống á. Trời ơi, Trúc ơi, số em khổ thiệt rồi, anh nói thiệt luôn á. Không biết đi xe đạp á, thì anh tự kiếm tiền đi xe ôm xe buýt đi. Tôi không có lo nữa đâu. Nội hôm qua không là hết 22.000 rồi đó. Anh nhớ không? Cái gì? Mỗi một ngày mà 22.000 tiền xe ôm xe buýt hả? Ừ. Trời đất ơi, như vậy là chị chi mỗi một tháng để coi. 22 mà nhân cho 30 ngày. 2 với 3 là 6. 2 với 3 là 6. 6, 6. Cái gì? Như vậy là mỗi một tháng mà 660.000 tiền xe ôm xe buýt hả? Trời, thu đậm luôn rồi. Anh nói thiệt á. Anh nghe anh Hiếu nói chưa? Nghe rồi. Ừ thì để mai tôi tập tiếp. Thôi nha, không ép đâu nha. Được không đó? Hãy leo lên xe đạp eo 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 vài cái đồ về đi. Mà nói thiệt, mày tập kiểu đó vài năm sau mày cũng biết đạp xe đạp nữa. Sơ, nè nè nè, xin lỗi nha, mình không rảnh để tập cho mày tiếp nha. Trời, quể quại lắm à. Càng tốt. Anh không tập thì để em tập cho anh Nam. Sáng mai tôi sẽ tập cho anh đi xe đạp. Bây giờ hai người vô nhà rửa tay rồi ăn cơm đi. Còn đi bán nữa. À mà nè, mà chút nữa ăn cơm xong á, anh ra chỗ bán sách chờ tôi một tí. Tôi sẽ chỉ anh cách sắp xếp để bán. Vô ăn cơm. Đi. Gặp một cái thằng dở hơi khùng khùng điên điên vậy mà cái vũ chỉ này chỉ nọ. Đuổi mẹ đi cho rồi. Con gái đúng là khó hiểu. Khó hiểu thiệt.
được không? Thôi, tao thấy dây này hợp với mày hơn nè. Không, tao thích dây này hơn. Em chào thầy. Chào thầy. Dạ chào thầy. Em chào thầy. Chào thầy. Chào các em. Nghĩa, thầy muốn gặp em một chút. Dạ. Chụp đi, chụp. Thầy nói chuyện gì vậy? Thầy có chuyện riêng muốn nói với em. Dạ. Đi. Cũng dám lắm đó. Đúng rồi, phim của bà Lê Mai. Ừ. Đúng rồi á. Thằng này nó hùng quá. Ừ, mày nói đúng vậy hả? Ai biết đâu. Tại sao em lại từ chối? Em có thể không cần giải thích lý do được không hả thầy? Việc em từ chối một cơ hội có thể được giao vai chính làm tôi hết sức ngạc nhiên. Tôi vừa là giáo viên chủ nhiệm, vừa là giáo viên kỹ thuật biểu diễn của em. Tôi muốn biết tại sao em lại từ chối cơ hội này. Em sợ em không đủ sức thầy ạ. Em đã thử đâu mà biết mình không đủ sức. Nếu tôi nói em đủ sức đóng vai này thì sao? Em không thích đóng phim. Vô lý. Em không thích đóng phim thì tại sao em lại thi vô khoa diễn viên trường sân khấu điện ảnh làm gì? Tôi biết em rất mê nghề diễn viên và em rất có năng khiếu. Em đã vô trường miệt mài học suốt mấy năm qua. Đây là cơ hội đầu tiên và rất lớn. Nếu em được chọn đóng vai chính thì coi như em đã giành được tấm vé thông hành để vào nghề diễn viên rồi. Em cũng biết tỷ lệ sinh viên khoa diễn viên ra trường trụ được với nghề là rất thấp, chưa kể số thành công còn thấp hơn. Có những khóa không có em nào trụ được với nghề cả. Em biết điều đó chứ? Dạ em biết. Em biết tại sao em vẫn từ chối cơ hội được đóng phim. Nhưng mà đây mới chỉ là việc casting thôi mà thầy. Casting có tới cả 100 người, chắc gì là em đã được chọn. Mà sao thầy cứ phải khổ công vì em như vậy? Hôm qua khi em từ chối lần hai, tôi đã gọi điện cho đạo diễn Lê Mai. Tôi nói giống như em như vậy. Em biết cô ấy trả lời sao không? Cô ấy nói là sau khi xem em diễn chỉ 30 giây trên sân khấu, cô ấy đã có cảm nhận ngay chính em là diễn viên mà cô ấy cần tìm. Em giống nhân vật mà cô ấy tưởng tượng đến 80%. Nên cô ấy muốn mời em lên casting lại lần nữa để kiểm tra cảm xúc ban đầu. Có đúng như vậy không? Nhưng thầy ơi, em... Em không phải giải thích gì hết. Tối hôm qua cô ấy đã email kịch bản cho thầy. Thầy đã đọc một mạch đến 2 giờ sáng. Thầy tin cô ấy đã cảm nhận về em rất đúng. Thầy đã dạy em suốt 3 năm môn kỹ thuật biểu diễn, cho nên thầy hiểu rất rõ về em và lòng say mê nghề nghiệp của em. Kịch bản này rất xuất sắc. Đã lâu lắm rồi thầy mới lại thấy một vai nam chính hay đến thế cho phim Việt Nam. Nếu em thể hiện tốt vai diễn này, thầy tin là mọi cánh cửa nghề nghiệp đã mở rộng với em. May mắn không đến nhiều lần đâu. Khi có cơ hội phải biết nắm lấy. Rất nhiều diễn viên đã chói sáng ngay từ vai diễn đầu tiên, bởi vì họ đã gặp được vai diễn hay, một kịch bản tốt và ekip làm phim xuất sắc. Nên em từ chối một lần, người ta sẽ không mời em nữa đâu. Nhưng mà em... Không nhân gì hết. Đây là cơ hội của em. Em phải biết nắm lấy. Em phải nắm giữ cơ hội này và giữ chặt nó, đừng để tuột mất. Sáng nay thì in kịch bản ra rồi. Em cầm lấy và đọc đi. Nếu em đọc rồi mà vẫn từ chối thì tôi sẽ không ép em nữa đâu. Em cảm ơn thầy. Thầy tốt với em quá. Một giáo viên giỏi là người đào tạo ra nhiều sinh viên thành công. Sự thành công của sinh viên khi ra trường là thước đo chuẩn xác nhất năng lực của người thầy. Thầy giúp em vì thầy muốn trở thành giáo viên giỏi. Đơn giản vậy thôi. Em không cần phải cảm ơn. Thôi, em về lớp đi. Dạ, em cảm ơn thầy. Em giấu anh những chuyện này em nhé. Ủa Nghĩa, thầy kêu bạn lên có gì không vậy? À, mà thầy kêu mày lên có gì không vậy? Có gì không? Đâu có gì đâu. Nói đi Nghĩa. Có chuyện gì thì nói đại đi. Bí mật quá, giấu hoài. Không có mà. Thầy ghét, không nói thì thôi. Trời ơi, không nói thì thôi. Đóng phim thôi mà, mày đặt bí mật làm gì? Cái này là 3 ký.
Cái này là 3,7 kg, của chị là 6,7 kg tất cả. À, tụi em mua 8,000 kg. Rồi. 6,8 x 8, 6,8 x 8 với 7 4,5 kg cộng với 48,000 là 52,500. À, của chị là 52,500 ha. Ừ. Em gửi, cảm ơn chị nha. Cảm ơn chị. Chị về ha. Công nhận Trúc tính nhẩm nhanh thiệt đó nha. Thì tính riết rồi quen thôi. Mà anh học bán sách của tôi cũng nhanh thiệt á. À, khen tôi thông minh đúng không? Ừ. Sướng thiệt á, cảm ơn nha. Ủa, mà tôi nghe nói á, khi mà nhân viên được sếp khen là được tăng lương đúng không? Đừng có tưởng bỏ nha. À, mà mình bán sách ở đây á, có nhiều người bán sách để cho mình bán như chị vừa rồi không? Cũng thỉnh thoảng thôi, đa số thì kêu mình đến nhà lấy. Còn mấy cô chú quen trong công viên á, thì đem sách ra đây bán cho mình luôn. À, cuốn Số Phận Con Người này á, hay lắm á. Trúc đọc chưa vậy? Chưa. Sách hay lắm, giữ lại mà đọc. Mình đọc xong rồi bán ha. Thôi, bán luôn đi, đọc làm gì. Ủa sao vậy? Hay lắm, đọc đi đã. Tôi đã nói là bán mà. Ê, bộ không thích đọc sách là sao? Không. Thế mà tôi tưởng á, đống sách này Trúc đọc hết rồi chứ. Ở trong này có mấy cuốn tôi đọc rồi á, như là cuốn Cuộc Trinh Thám này nè, đọc tới khúc cuối mới biết tên giết người là ai, sợ cực kỳ luôn á. Rồi đây, cuốn Giấy Mèn Phiêu Lưu Ký nè, nó nói về hả, cuộc phiêu lưu của con giấy mèn đã dễ sợ luôn á. Con giấy mèn mày đi phiêu lưu hả? Ờ, chứ không chú ý tới tựa sách à. Giấy Mèn Phiêu Lưu Ký nè. Ờ, mà có hình con giấy mèn nè, tôi đâu có để ý đâu, nhìn mắc cười quá hả. Ừ, hay lắm á, giữ lại mà đọc đi, tôi chưa thấy ai đọc cuốn này mà chơi chán hết á. Ừ, để từ từ đọc. Ủa sao từ từ đọc, đọc luôn đi hay lắm. Bây giờ đang bán sao mà đọc? Trời ơi, có ai tấp vô cái chỗ của cô mà mua đâu. Khi nào có người mua thì mình ngưng đọc. Có tôi phụ có sách cho, có gì đâu, đọc đi. Bây giờ không thích đọc, ồn quá sao mà đọc. Đọc sách viên tỉnh mới đọc được chứ. Mà trong số những cuốn sách Trúc đọc rồi á, Trúc thích cuốn nào nhất? Cuốn nào cũng thích hết á. Ủa, sao thích hết như vậy được? Phải có cuốn thích nhất và có cuốn thích ít hơn chứ. Như tôi chẳng hạn ha, hồi xưa tôi thích nhất là cuốn Trà Hoa Nữ. Đọc hồi năm lớp 9 á, đọc xong á, tôi khóc quá trời luôn. Mà trong số những cuốn sách mà Trúc đọc rồi á, Trúc thích cuốn nào nhất? Thích đều nhau. Thích đều nhau? Ủa sao kỳ vậy? Ủa, mà đổi đề tài khác được không? Sao anh cứ nói hoài chuyện này vậy? Chưa thay bán sách mà nói tới chuyện đọc sách đó là gắt cổng như cô. Sao chưa chịu đổi đề tài nữa? Hôm nay không biết trời có mưa không ta? Ừ, tôi cũng thấy vậy á. Mà sao vui duyên quá vậy? Ủa, cô mới kêu chuyển đề tài mà. Thì đó. Cười cái coi. Trời ơi, có cách nào cho Trúc đuổi thằng Nam đi không ta? Hiếu ơi, mày suy nghĩ giùm tao, mày suy nghĩ giùm tao đi Hiếu ơi. Rồi. Đà cho tôi đi. Tôi không biết, đà cho tôi. Trời ơi Nam ơi, tại mày ra về tao hận mày, tao hận mày Nam ơi. Không có hận gì hết á, đà cho tôi đi. Biết rồi, nên. Bây giờ tôi đền nè. Bây giờ có bao nhiêu cái bóng tốt bể tôi đền cho. Chứ không lẽ bắt tôi đền nguyên chậm hả? Không ai bà bốn 7 mờ nhiều lắm á. Nam ơi là Nam. Bao nhiêu tiền? Làm cái gì mà ngáp ngắn ngáp dài vậy? Bây giờ mà được về nhà nằm ngủ là đã biết mấy ha. Ủa mà lạ thiệt nha, hồi xưa tôi đi chơi, tôi không bao giờ ngủ trưa. Mà bây giờ buồn ngủ quá trời luôn. Chắc buổi sáng thức sớm chưa quen á. Bán sách đó hả, đừng hòng ngủ nha. Biết rồi. Cô ơi cô. Có khách kìa. Chào bà. Cô có mua sách cũ không, tôi bán cho. Cô tính sao? Dạ 8,000 kg à, cuốn nào đặc biệt thì con lấy giá cao hơn. Tới số 125 Cống Quỳnh, hỏi nhà cô Lệ. Dạ. Thôi tôi về trước nha. Dạ, con tới liền á. Tôi đi mua sách, anh ở đây nửa tiếng canh sách giùm tôi nha, tôi đi về liền á. Ăn gì tôi mua luôn. Ra đi. Rồi.
trời đất ơi, bán xong mà nó ngủ chút đâu người ta. Việc gì phải đánh thức cho mày vậy? Một lát nữa Trúc về thấy mày ngủ dậy rồi thế nào Trúc cũng chửi mày. Có khi giận quá đuổi đi luôn. Anh đi đi, anh đi ra khỏi đây, tôi không cho anh ở đây nữa. Anh thật quá đáng, ngồi bán sách và ngủ gà ngủ gật, tại sao tôi phải chịu đựng một người vô trách nhiệm và làm biến nhanh chứ? Ê, ngủ đi, ngủ cho sai đi, chút về liền giờ đó, coi như tao chưa tới đây nhé. Không được, phải làm sao cho Trúc tức thiệt là tức thằng Nam mới được. Phải làm sao đây? Mà chết chắc. Ê, bán được không? Được, ở nhà mới vui không? Vui. Mày ở đâu cho tụi tao biết nhà chứ, để bữa nào qua nhậu chúng nó đã. Trời ơi, mấy người ở chung với nhà tao khó lắm, không cho nhậu nhẹt gì đâu. Bữa nào đó cho tụi bay nhậu quán Năm Béo được không? Cũng được, nhưng phải cho tụi tao biết nhà chứ. Từ từ đi, giờ chưa có được. Đây, nghi dễ sợ nha. Gì, nghi gì? Mày thuê nhà ở riêng với em nào phải không? Trời ơi, chật lất, vậy cũng phải đặt đồ đón. Có thì nói cho tụi tao biết, mày giấu làm gì? Không có, mệt mày quá. À nè, tao có chuyện này nhờ mày nè. Ờ, nói đi. Mày đem mấy cuốn sách này về cất giùm tao được không? Ủa, nhà mày sao không để? Nhà nó chật lắm. Có mấy cái quyển sách mà chật chội cái gì? Mệt quá, cất giùm đi. À, hay là mày định gom sách mở tiệm sách, bán giống em gì bán sách chứ gì? Thì vậy đi, mệt quá, đem về giùm tao đi. Tao đi à. Cái thằng Hiếu này càng ngày càng khó hiểu. Chú bán cho con cái chong chóng. Cái nào chú? Con mình phải quay lại canh me xem Trúc xử thằng Nam như thế nào. Đuổi thằng Nam đi. Để coi, tao sẽ thêm dầu vào lửa để cho mày chết rụi luôn. Quá đáng thiệt. Vậy hả? Trúc mới về hả? Bán sách mà ngủ gật, lỡ ăn trộm vô lấy không còn cuốn làm vốn rồi sao? Ngồi một mình buồn ngủ quá, ngủ lúc nào không hay luôn á, mà mới có ngủ được có 1-2 phút hả? Nãy giờ có bán được không? Đâu có ai ghé vô mua đâu. Sao thấy mất mấy cuốn sách cơ? Ủa, có chắc là mất không? Chắc chứ sao không chắc, nghề của tôi nhìn sơ qua là biết liền, nguyên lỗ hổng cơ. Mất 5 cuốn đó. Ủa mà sao kỳ vậy? Mới có chập mắt chút xíu à. Chút xíu. Đã dặn đi dặn lại bao nhiêu lần là ngồi bán sách đâu có được ngủ đâu. Cũng hên là mất 5 cuốn á, chứ mất một đống rồi sao? Có chuyện gì vậy? Đâu có chuyện gì đâu. Không có chuyện gì hả? Chắc chắn là có chuyện rồi. Sao anh biết là có chuyện? Tại anh thấy mặt em với mặt nó căng thẳng á, anh đoán có chuyện gì lớn xảy ra rồi đúng không? Ừ, Nam ngủ quên là mất 5 cuốn sách. Trời ơi, mày làm mất 5 cuốn sách một lượt luôn hả? Trời, hồi đó giờ em bán cũng mười mấy năm nay đâu có mất cuốn sách nào đâu. Em khác anh Nam khác. Bởi vậy mới nói, bây giờ nó làm mất 5 cuốn, ngày mai làm mất 10 cuốn, rồi ngày mốt làm mất hết không còn cuốn nào luôn. Làm kiểu này có ngày em cục vốn mất luôn á. Anh nói quá rồi nha. Quá gì?
Tôi làm mất mất có 5 cuốn sách mà anh phân tích suy luận tùm lum vậy. Thế ghê. Ghê. Trời ơi, cục giống mất hết là sao? Anh thấy nhà đang cháy mà không tạt nước cho tắt, còn đổ thêm dầu vào lửa. Sao chơi ác vậy trời? Anh muốn chọc Trúc cho Trúc chửi tôi, đúng không? Nè, đừng có gieo tiếng ác cho tao nha. Tao nói vậy là tại vì tao biết nhìn xa trông rộng, tao biết trước tương lai. Để cho mày bán sách kiểu này rồi cũng có ngày tới ngày đó thôi. Mà Trúc chửi mày vậy là đúng. Tao cần gì phải xúi vô thêm để làm gì, đúng không? Tao đâu rảnh. Hai người gây lộn nhau đủ chưa? Chưa. Anh chỉ phân tích cho nó nghe thôi, tự nhiên kiếm chuyện với anh chứ bộ. Kiểu này á là giết người, là đâm sau lưng, chứ phân tích cái quái gì. Ê ê ê ê ê ê ê. Nè thằng kia, tao muốn đâm mày tao đâm trước mặt chứ làm gì tao phải sợ chó gì tao đâm sau lưng mày. Nè thấy không? Nó ghẹo anh hoài à, muốn chọc anh nổi điên à. Cái này đúng là gọi là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng nè. Ê, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Ai là cây, ai là gió? Tôi á mới là cây nè, còn anh á là bão luôn chứ không phải gió thường luôn. Bão sao mày? Bão sao? Tao là bão rồi sao? Là bão đó. Rồi sao? Ôi, hai người định gây lộn với nhau đến tối luôn hả? Bộ muốn không ai dám ghé vô đây mua sách đúng không? Mất mấy cuốn sách rồi thôi, cãi nhau đâu có lấy lại được sách đâu. Bộ cãi nhau thằng ăn trộm nó thấy tội nghiệp, nó đem sách lại đây trả hả? Ừ, cái thằng trộm sách khốn kiếp. Tao mà bắt được mày á, tao chặt làm đôi luôn. Chặt làm đôi xong tao chặt làm 8 khúc. Bực mình ghê. Thôi, lỡ mất rồi thôi đừng có tức. Với lại anh cũng có lỗi trong chuyện mất sách này á. Đúng, bán sách mà ngủ là ngu. Thôi đi. Thôi gì, nói đúng thôi. Bây giờ có cách này nè, rút kinh nghiệm từ sai lầm, lần sau bán sách không được ngủ nữa. Ừ, nhớ rồi, thề luôn á. Hứa là phải giữ lời nghe mày. Vậy là xong, thấy không? Trách kẻ ăn trộm chứ là trách kẻ mất sách. Ừ, cái thằng ăn trộm sách khốn kiếp xấu xa đê tiện hèn mạt gì đâu á. Thôi đừng nhắc chuyện này nữa, ăn cơm đi. Em có mua cơm cho anh nè, cơm cá lóc kho nè. Cá lóc kho hả? Ừ, đúng ý anh luôn rồi. Quán mà năm kèo đúng không? Ừ. Thằng chó chết, biết vậy nè em hốt nguyên đống sách coi thử chút về có đuổi mày không. Lần sau mày ngon mày ngủ đi, thử đi tao làm lần nữa cho mày biết. Anh yêu. Hả? Lẩm bẩm gì vậy? Là đang cơm đi. Lẩm bẩm gì vậy? Ăn cơm xong mình về nghỉ đi. 1:30 ra đây bán sách phụ tôi nha. À, tôi xách bịch cơm về nhà ăn luôn được không? Ăn đây đi cho nóng. Thôi, bây giờ đang nóng đâu có ăn được, mang về nhà cho nguội bớt dễ ăn. Ừ, lại cái tật xỏ xiên nữa. Thôi sao cũng được, anh á làm gì làm, 1:30 ra đây bán sách phụ tôi á. Rồi ok, tôi về trước nha. Về à? Về đi mày. Đồ thứ lùng khó ưa. Công nhận hả, dạo này em thay đổi dễ sợ luôn á. Thay đổi gì? Thằng nào cũng làm mất một lúc 5 cuốn sách luôn vậy mà. Thôi, đừng nhắc chuyện này nữa được chưa? Không nhắc thì thôi. Mà anh thấy em Nam nói đúng á. Hình như anh cố tình đổ dầu vô lửa để em giận anh Nam đúng không? Đâu có. Ủa mà sao em cho nó về ngủ à? Làm vậy coi như là em chiều nó quá rồi nha. Cho anh về ngủ chứ để anh ngồi đây anh ghi sự tiếp hả? Đó là anh đang phân tích cho nó hiểu, thấy không? Chứ anh đâu có rảnh gây lộn nó làm chi. Với lại á, ba người ngồi đây bán sách đông quá à. Người bán còn nhiều hơn người mua sách nữa. Anh cho anh về nghỉ ngơi. Nó có lý. Với lại, ăn xong á, anh chị em tựa mấy cuốn sách này đi. Mấy cuốn mới á, em không có biết. Hên á, sáng nay á, cũng hên em nhanh trí. Mời anh Nam phát hiện ra em không biết chữ rồi. Ừ rồi. Ăn đi. Bà Sáu, bà Sáu.
Xin lỗi chị. Bà Sáu, bà Sáu. Kỳ lạ thiệt, sao lại có hai người giống y chang như vậy ta? Nè, đây có mấy cuốn mới nè. Có 4 năm cuốn mới em không biết à, còn mấy cuốn kia em bán rồi. Cuốn này nè, cuốn này bán rồi. Không biết, cuốn này hồi xưa có bán rồi. Mấy cuốn này em biết rồi, mấy cuốn này chưa bán nên chưa biết. Rồi đó, ba cuốn đó đó. Ba cuốn này không biết phải không? Ừ. Cái này là Bảo Táp tập 2. Bảo Táp tập 2. Ừ. Hai cái gạch này là 2 hả? Ờ. Bảo Táp tập 2. Cái này là Con Bảo Đường Đau Khổ cũng tập 2. Con Đường Đau Khổ tập 2. Con Đường Đau Khổ Bảo Táp. Cái này đó là 2. Cái này là Sách Gây. Là gì? Là Sách Gây là người Nga, mà người Nga là Liên Xô cũ á. Sách Gây là Nga hả? Ờ. Aiden Stan. Aiden Stan. Stan. Sao mà kỳ vậy anh, đọc đúng không đó? Trời ơi đúng sao không đúng. Cái này tiếng Tây mà. Em không nghe tiếng Tây bao giờ cũng có nhiều cái chữ xì luôn hả? Đây nè. Aiden Stan. Aiden Stan. Aiden Stan. Aiden Stan. Ờ đó. Nhớ chưa? Aiden Stan. Con Đường Đau Khổ 2. Ờ. Bảo Táp. Rồi nhớ rồi. À. Có ba cuốn này em không biết à. Còn mấy cuốn này bữa trước em bán hồi trước rồi. Aiden Stan. Đúng. Con Đường Đau Khổ. Đúng. Mà anh biết sáng giờ em nói dối mười mấy lần rồi đó. Trời đất ơi, em nói dối kiểu đó chắc trời sập luôn á. Mà em nói dối chuyện gì vậy? Stan. Chuyện em không biết chữ. Ôi trời ơi, tưởng gì. Nói dối chuyện đó đâu có sao đâu. Mà nói dối thì nói với ai? Nói dối với Bảo Nam. Bảo Nam? Ừ. Anh nhớ lúc trước á, Bảo Nam viết thư xin lỗi em. Em tưởng là thư của Minh Đăng rồi nhờ anh đọc giùm, nhớ không? Nhớ. Cái hôm mà tụi nó xé xách cho đánh em á hả? Chính xác. Bữa hôm đó hả, Bảo Nam đã nghi là không có biết chữ rồi hỏi em nhưng mà em chối. Hôm nay em lại nói dối lần nữa. Không biết sao mỗi lần nhắc đến chuyện biết chữ hay không biết chữ á là em lại cứng họng, không có nói thật được. Cái tình trạng này riết rồi em nói dối không biết ngượng miệng nữa. Đụng chuyện gì cũng nói dối được hết trơn. Tại em quan trọng quá chứ cái vấn đề đó. Anh thấy là nói dối cũng bình thường thôi. Anh nói dối hoài có chết bên Tây rồi đâu. Thằng Tây nó chết ở bên Tây chứ có chết ở Việt Nam đâu mà anh biết. À, bây giờ anh giúp em một chuyện nha. Giúp hả? Ừ. Sẵn sàng. Chuyện gì giúp em anh cũng làm hết trơn á. Dời non lấp biển bay lên trời anh quất luôn. Trời ơi, chuyện đơn giản chứ đâu có phức tạp dữ vậy, đâu có khó dữ vậy. Nói chơi thôi chứ hả? Em mà nhờ anh làm mấy chuyện đó hả? Mụ nội anh làm cũng không được nữa. Mà chuyện gì vậy? Đừng nói là kêu anh đọc sách cho em nghe nha. Năn nỉ mà. Em lỡ nói với Bảo Nam là em biết đọc chữ rồi. Anh đọc cho em nghe đi. Để lỡ Bảo Nam mà hỏi em còn biết đường nói. Mà Bảo Nam nói cuốn giấy mèm phiêu lưu ký này hay lắm. Trời ơi, anh ghét đọc sách lắm. Đọc sách hồi là tự nhiên buồn ngủ à. Coi chừng hả, anh đọc hồi, anh đọc cho em nghe hồi là tự nhiên hả, anh với em ngủ tút lút giống như thằng Nam hồi nãy luôn á. Thì chừng nào buồn ngủ thì ngưng. Đọc cho em nghe đi, được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Để Bảo Nam mà hỏi em còn biết đường nói. Ừ. Vậy mà lúc nãy nó hay lắm. Cái gì cũng giúp em được hết trơn á. Đào non lấp biển. Xạo. Thôi được rồi. Nhưng mà mấy chuyện kia đâu khó mà đọc sách đâu. Thôi được rồi, đưa đây. Đưa đây. Quân tử nhất ngôn, đã nói là phải làm, anh đọc cho em nghe. Vậy mới dễ thương á. Chuyện này là chuyện của Tô Hoài. Dế Mèn Phiêu Lưu Ký tái bản, nhà xuất bản Văn Học. Cái ông Tô Hoài này ông rảnh ghê. Tự nhiên hả, nhiều chuyện không chịu làm mà đi viết sách chi cho khổ mình. Tôi sống độc lập, từ tự chủ từ thổi bé.
một sự ngộ nghịch đáng ân hận đến suốt đời. Cái ông tu hoài này ông xạo dễ sợ, dễ mèn, biết kể chuyện, rồi còn tính sống độc lập nữa. Mệt anh quá à, đọc đi cấm bình luận, làm mềm hoài à. Đọc thì đọc từ từ. Tôi sống độc lập từ thuở bé, ấy là tục lệ lâu đời của họ nhà dế nhà tôi. Dạ lại, mẹ thường bảo chúng tôi rằng phải như thế để các con biết kiệm ăn một mình cho quen đi. Con cại mà cười nhõng nhõng, ăn bám vào bộ mẹ. Nhõng nhõng là sao? Thì sinh ra nhõng nhõng là đi lông bông đó. Con cại mà cười nhõng nhõng, ăn bám vào bộ mẹ thì chỉ sinh ra thứ ích kỷ, ỷ lại, sầu lắm. Rồi ra đời không làm nên trò trọng gì đâu. Bởi thế lừa xính nào cùng dậy, đè xong là mẹ tôi nghĩ ngay đến việc thu xếp cho con cái ra ở riêng. Bực mình cho hiểu được quá. Tìm cách phá mình hoài là sao? Có cách gì làm cho thằng cha hiểu biến mất khỏi cuộc đời mình không?